Chào thôi chứ chào mà. Hả? Quên rồi, nào chào lại nè. Con tên gì? Anh Dương. Sau đây là phần trình bày của Nguyễn Phạm Anh Dương đến từ Cần Thơ. Rồi sao nữa? Rồi nhảy 1, 2, 3, vô. Ồ, dạ. Giỏi. Wow. Mệt quá, ăn đi này. Còn miếng nữa là ăn đi. Phải, ăn nó sạch sạch.